Binh này nha cô chú anh chị. Dạ. À, từ Bùng Binh này mình sẽ đi về trên con đường quốc lộ mới, quốc lộ 91 mới này nha, mình đi về Thốt Nốt nha cô chú anh chị.
ơi nha cả nhà ơi.
đây là cổng chào của quận Ô Môn. À, đây là cổng chào của quận Ô Môn nè. Dạ. À, đến cổng chào này thì mình hết quận Ô Môn nha. À, sang bên kia là thốt nốt nè cô chú anh chị ha. À, thôi thì xin dừng video của mình ở đây nha. Dạ. À, xin chúc tất cả bà con mình thuận lợi bình an và luôn an lành trong cuộc sống ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.